Có né chiêu thật này, nó bay lên né chiêu này. Đúng rồi, né chiêu thật ạ, ảo thật đấy. Nó bay lên trời để né chiêu nha các bạn đấy, mỗi lúc bị am nó bay lên là né chiêu này. Hello và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Ok, vẫn có rất là nhiều bạn vẫn chưa biết cách cài đặt hack bản Clean Dell Tech VNG Login này. Nên clip này mình lại tiếp tục hướng dẫn cực kỳ chi tiết cho các bạn cách mà các bạn cài đặt các bản Clean Dell Tech VNG Login này trên điện thoại cho những cái bạn nào các bạn mới tập hack. Rất đầy đủ cho các bạn luôn và mang đến cho các bạn một cái bản menu tiếng Việt mới được phát hành nha các bạn. Có nghĩa là clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đầy đủ như kiểu là cách mà các bạn get cây này, cách mà các bạn cài đặt này, cách mà các bạn sao chép menu làm sao để vào game để nó nhập để hiện lên menu hack này. Hướng dẫn đầy đủ cho các bạn luôn nên là các bạn xem hết video là các bạn sẽ biết cách cài đặt hack nha các bạn. Lưu ý nha. Đó, thì bước đầu tiên, bước rất là quan trọng đó chính là gỡ hết Roblox trên máy của bạn đi nha các bạn. Đây có bản Roblox quốc tế là VNG nào gỡ hết đi, xóa hết đi cho mình. Sau đó thì các bạn xuống phần mô tả phần bình luận của video mình đã quay này các bạn này. Các bạn click cho mình vào cái đường link là DellTX VNG Login V2652. Click cho mình vào đường link đấy nha các bạn. Sau khi ấn vào xong thì nó sẽ sang trang web như này. Đó thì mình để cho các bạn hai đường link. Một đường link là Delta VNG V2652, các bạn thấy Delta màu xanh thì không? Và một cái là File Login VNG V2652, File Login màu vàng không? Các bạn tải cho mình hai cái này về. Lưu ý là phải tải cả hai cái nha các bạn. Các bạn tải một cái là các bạn không bao giờ cài đặt được và vào game được. Không bao giờ làm được cái bản VNG. Đấy, lưu ý cho mình phải tải cả hai cái cho mình. Một cái là Delta VNG V2652 và một cái là File Login VNG V2652. Link chính bị lỗi thì các bạn tải cho mình link phụ nha các bạn. Ấn vào tải về cho mình cả hai cái này về nhá. Sau khi các bạn đã tải hai cái về xong thì các bạn vào cho mình ứng dụng Jack Achiever. Ứng dụng này các bạn tải trên server lên nhé các bạn. Họ vào Jack Achiever cho mình. Sau đó các bạn vào cho mình mục download. Đây, mục download đây. Sau khi tải về thì nó sẽ nằm vào trong mục download, ấn vào cho mình. Đấy, thì những cái bản nào mà V2651, Delta V2650, Delta V2649 thì các bạn gỡ cài đặt hết đi. Các bạn ấn vào rồi các bạn nút xóa này các bạn này. Xóa hết đi cho mình để cho nó nhẹ dung lượng máy ấy các bạn. Thế với cả để cho nó đỡ bị nhầm lẫn này. Các bạn xóa hết những bản cũ đi nha, chỉ để lại bản Delta VNG V2652, File Login VNG V2652 và Delta VNG Delta V2652 quốc tế. Đấy, chỉ để lại những cái bản cập nhật mới nhất thôi. Đây, như mình sử dụng bản quốc tế về bản VNG nên là mình để lại những cái bản V2652 mới nhất thôi. Thì bước đầu tiên, các bạn cài đặt cho mình cái File Login VNG V2652 trước nha các bạn. Đấy, sau khi tải về các bạn được Delta VNG như này, File Login VNG như này. Các bạn cài đặt cho mình cái File Login VNG V2652 trước nha các bạn. Ấn vào nút cài đặt nha. Ok, sau khi mà các bạn đã cài đặt thành công rồi thì bây giờ các bạn thoát game ra cho mình. À quên, các bạn thoát cái cài đặt ra. Các bạn vào Roblox cho mình nha. Roblox VNG này. Sau đó thì các bạn chỉ cần đăng nhập nick của bản VNG của các bạn vào thôi nha các bạn. Đây, ấn nút đăng nhập nick của bản VNG vào nha. Các bạn đợi mình tí, mình đăng nhập nick của mình. Ok, sau khi mà các bạn đã đăng nhập nick của bản VNG của các bạn thành công rồi này các bạn này. Đây, mình đăng nhập nick của mình vào rồi này. Thì bây giờ các bạn vào game không được luôn nha các bạn. Đây, mình vào game thử cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Ấn vào game không được này. Đấy, đến đây là các bạn chưa làm xong nên là các bạn mới không vào game được nha các bạn. Đây, thì bây giờ các bạn ấn thoát cái Roblox VNG ra. Thoát ra cho mình, quay lại cái Jack Achiever. Rồi ấn vào cái Delta VNG V2652. Đây, ấn vào, ấn cài đặt đè lên cho mình nha. Ấn vào, cài đặt đè lên cho mình. Ok, sau khi mà các bạn đã cài đặt đè thành công xong thì bây giờ nó sẽ chuyển sang Roblox quốc tế như này. Thì nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao nó lại là Roblox quốc tế mà không phải là bản VNG. Thì đây là bản VNG Login nha các bạn, chứ không phải bản VNG chính thức. Đây là cái bản VNG Login này là giúp cho các bạn đăng nhập nick mà các bạn đã đăng nhập vào bản VNG các bạn, vào bản hack quốc tế nha các bạn. Bởi vì các bạn đã đăng nhập nick của các bạn vào bản VNG rồi thì các bạn không thể nào đăng nhập được hack vào bản quốc tế được. Nhưng mà riêng bản VNG Login này sẽ giúp cho các bạn làm được điều đấy nha các bạn. Nên là bây giờ các bạn vào game thôi. Cấp quyền này. Sau đó nút quay trở lại cho mình. Đấy, đến đây thì nhiều máy các bạn thì nó sẽ hiện như này. Đây, từ từ mình thoát ra vào lại cho các bạn xem. Nó sẽ hiện như này. Đây thì các bạn chỉ cần ấn nút quay trở lại được nha các bạn. Đây là cái nút mũi tên quay trở lại này để thoát cái thông báo đấy ra nha. Đấy, mình đang ấn này. Đó, chỉ cần ấn vào nút đấy thôi, nó sẽ thoát thông báo ra. Đó, thì bây giờ các bạn vào game như bình thường rồi nha các bạn. Đây, mình vào game cho các bạn xem này. Bây giờ mình sẽ vào game mình hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn get cây nha. Get cây xong thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn sao chép menu hack. Đây, vào game bình thường rồi nha. Đây, đầm lúc nó sẽ hiện lên cái bảng get cây. Đến đây thì các bạn chỉ cần ấn cái chỗ này để sao chép được lên get cây. Ấn vào đây này các bạn này. Đấy. Vậy là đã sao chép được lên get cây thành công rồi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần thoát ra, các bạn lên ứng dụng Chrome để các bạn đây lên ứng dụng Chrome để các bạn get cây nha.
Ok, thì bây giờ các bạn ấn vào dấu cộng ở trên đây để chuyển sang tab mới. Rồi các bạn ấn vào cái chỗ tìm kiếm này. Các bạn ấn giữ vào. Xóa đường link GetKey và thanh tìm kiếm. Sau đó các bạn ấn tìm kiếm cho mình. Sau khi nút tìm kiếm xong thì đây. Các bạn ấn vào ô vuông này. Ấn vào ô vuông đấy cho mình. Để xác minh gì đó. Đợi cho mình 5 giây này. Sau khi đợi 5 giây xong các bạn ấn vào nút continue này cho mình nha. Ấn vào cái nó sẽ bị dịch sang một trang web linking. Rồi các bạn nút quay trở lại là được. Đấy, nút quay trở lại là được. Sau đó các bạn ấn lại vào nút continue cho mình. Ok, đến đây thì nhiều máy các bạn sẽ có hai bước. Đây ví dụ một cái là watch video với một cái bên dưới nữa là gì đó, hoặc là một cái bên dưới nữa là, hoặc là có ba cái cơ. Ở mình không hiểu sao lý do tại sao nhiều bạn máy các bạn đây có hai cái đến ba cái nhưng mà máy mình chỉ có một cái thôi. Thì các bạn nói chung là các bạn làm tương tự như mình nha. Đây bây giờ mình ấn vào cái đầu tiên này, watch video này. Nó sẽ bị sang YouTube để xem video trên YouTube, thì các bạn chỉ cần xem video đấy tầm 10 đến 20 giây. Rồi các bạn quay trở lại ứng dụng Chrome, quay trở lại cái trang GetKey. Thì các bạn nhìn thấy nó đang xoay xoay không? Rồi các bạn đợi cho mình nha các bạn. Đấy, bước 2 các bạn cũng là vậy nha. Nếu mà các bạn có hai cái, ví dụ cái bên trên là watch video, cái bên dưới là một cái gì đó, thì các bạn cũng ấn vào cái thứ hai như vậy, cũng đợi ở trong cái trang web thứ hai đấy tầm 10 đến 20 giây rồi đó, rồi các bạn quay lại cái trang web GetKey này. Rồi các bạn đợi nó xoay này. Khi nào nó hiện lên màu tím là được. Còn nếu mà nó chưa hiện lên màu tím thì các bạn lại ấn lại vào đường link rồi các bạn quay lại cái trang web GetKey là được nha. Nhiều lúc nó bị lỗi, nó không nhận diện được các bạn đã ấn vào ấy các bạn. Nên các bạn phải làm vậy. Đấy, chỉ cần đợi nó hiện lên màu tím như này được. Phải rồi, sau đó các bạn nút unlock content cho mình. Sau đó đợi 5 giây. Sau khi đợi 5 giây sau các bạn ấn nút continue cho mình nha. Nó sẽ bị dịch sang trang web linking thì các bạn ấn nút quay trở lại. Đến đây rồi, các bạn có cây rồi. Một cây sử dụng trong vòng 1 ngày nha các bạn. Bây giờ các bạn ấn nút copy để sao chép cái cây này nha các bạn. Đấy, để các bạn vào game các bạn nhập cây nha. Từ bây giờ mình sẽ vào là game để xem nó có tự động nhập cây cho không hay là mình phải tự nhập cây. Bởi vì Delta ở mấy cái bản mới nhất này là phải tự nhập cây nha các bạn. Ở mấy cái bản cũ thì không cần. Nếu mà không tự nhập cây thì các bạn phải tự vào game để các bạn nhập cây nha. Xem nào. Đây, của mình không tự nhập cây nên mình sẽ vào game mình nhập cây. Đây, chỗ nhập cây chỗ này này, các bạn ấn vào cho mình. Ok, các bạn nhập cái cây vào đây nha các bạn, ấn giữ vào, dán cái cây vào đây, sau đó ấn nút continue này cho mình nhá. Đây nút continue này. Đấy, vậy là xong. Vậy là các bạn đã vào được menu của bản DeltaX rồi nha các bạn. Thì đến bước này các bạn cần phải đi lấy menu tiếng Việt nha. Thì đây, menu tiếng Việt thì link mình để bên dưới phần mô tả phần bình luận cho các bạn. Đây, sau khi các bạn ấn vào thì nó sẽ sang trang web như này. Đây, menu tiếng Việt đây các bạn. Đó, cái menu đầu clip mình cho các bạn xem đấy các bạn. Thì bây giờ các bạn cần phải vượt link để các bạn lấy cái menu này nha. Link chính bị lỗi thì các bạn ấn vào link phụ nha các bạn. Đây này. Nếu link chính bị lỗi thì ấn link phụ này các bạn này. Các bạn ấn vào để các bạn vượt link, các bạn lấy menu này về nha các bạn. Sau khi các bạn vượt link thành công xong thì nó sẽ đến trang như này để sao cho các bạn sao chép menu hack. Thì các bạn chỉ cần ấn giữ vào cái thì nhiều máy các bạn nó sẽ bị dịch sang trang web này sang tiếng Việt. Từ từ mình dịch cho các bạn xem. Đây, nhiều máy các bạn nó sẽ bị dịch trang web này sang tiếng Việt là chuỗi tải trò chơi các bạn thấy không? Đó, thì các bạn sao chép như này, các bạn vào game nó sẽ không hiện lên menu nha các bạn. Thì bây giờ các bạn ấn lại dấu ba chấm ở trên đây. Các bạn kéo xuống cho mình, các bạn ấn vào cho mình phần dịch. Đây, phần dịch đây. Các bạn ấn vào cái ô bánh răng cưa ở trên đây. Ờ, thì mới đầu thì nó không hiện tích về ở đây đâu. Đây, mình sẽ tắt đi, mình bật lại nha. Đấy, các bạn chỉ cần ấn vào không bao giờ dịch trang web này sang tiếng... À đâu, không bao giờ dịch trang web này các bạn này. Ấn vào cho mình cái dòng này, không bao giờ dịch trang web này. Đấy, vậy là nó sẽ dịch lại hết sang tiếng Việt cho các bạn nha các bạn. À, dịch lại hết sang tiếng Anh. Nói nhầm. Đây, loát trên game vừa rồi là chuỗi tải trò chơi đúng không? Đấy, bây giờ là cái dòng script đã đúng rồi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần giữ vào. Nút chọn tất cả. Đây, chọn tất cả đây. Sau đó nút sao chép cho mình nha các bạn. Đây, nút sao chép này. Sao chép cái dòng script này cho mình. Ok, sau khi các bạn sao chép xong thì bây giờ các bạn vào game thì có khả năng là có một số bạn vào game nhập nó sẽ không hiện lên menu. Bởi vì là các bạn sao chép trên ứng dụng Chrome này các bạn này. Các bạn vào game, các bạn nhập thì nhiều máy không hiểu tại sao nó vẫn không hiện lên menu. Nên là các bạn phải làm thêm một bước nữa. Đó chính là các bạn có thể là vào Messenger, các bạn gửi cái dòng script này cho nick phụ của bạn đây. Xong các bạn sao chép lại nha các bạn. Sao chép lại cái dòng script qua Messenger nha. Hoặc là các bạn có thể là để ở trong app ghi chú. Đây, mình có một app ghi chú đây các bạn này. Mình sẽ để trong app này nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ xóa đi. Mình nhấn giữ vào. Đấy, mình dán cái dòng script vừa rồi mình sao chép. Đấy, bây giờ mình sao chép lại một lần nữa nha các bạn. Đấy, mình sẽ sao chép lại qua ứng dụng ghi chú này. Thì bây giờ mình vào game nó sẽ ok nha. Mình sẽ nhập nó hiện lên menu nha các bạn. Mình không hiểu lý do tại sao sao chép trên ứng dụng Chrome thì vào game nhập thì nhiều máy nó không hiện lên menu.
Ok, vào game xong thì các bạn ấn vào đây. Ấn đây rồi các bạn chỉ cần ấn một cái nút này thôi. Sao chép script xong vào game đúng, ấn đúng vào cái nút này là nó vào menu luôn. Nếu mà cái dòng script nó đúng, đây, ấn nút này để quay trở lại. Để thu nhỏ cái menu này lại này. Đấy, nếu có dòng script đúng thì chắc chắn là 100% nó sẽ lên menu nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ chọn vũ khí, mình chọn võ này các bạn này. Đấy, cái cấp này, cái bon các thứ này, nói chung là full 100% tiếng Việt nên là mình cũng không cần thiết mình review hết cho các bạn xem, bởi vì nó quá là dễ hiểu và quá là dễ sử dụng rồi. Đấy, farm gì rất là nhanh nha. Đó, farm rất là nhanh và mượt nha các bạn. Menu bật tắt cực kỳ mượt, nói chung bản này menu mượt lắm. Cái bản này có cả farm tắc category mà né cả chiêu nha các bạn. Từ mình xem là phần chung này, hoàng tử bánh. À đây, đây, test cho các bạn xem hoàng tử bánh luôn. Đây. Cái category còn né chiêu nha các bạn. Đi farm nốt con hoàng tử bánh cho các bạn xem nha. Bạn mở mới update cái né chiêu này. Sự kiện biển các thứ là đầy đủ của đấy, đánh Terosak Piranha đầy đủ luôn nha các bạn. Full 100% chức năng tiếng Việt cho các bạn luôn. Cực kỳ chi tiết, cực kỳ dễ hiểu cho các bạn. Những bạn nào mới tập hack thì sử dụng mấy cái menu tiếng Việt mà nó vừa ngon vừa mượt vừa đầy đủ cái chức năng này thì rất là ok. Mặc dù là clip này đúng clip là 100% hướng dẫn chi tiết cho những cái bạn mới tập hack luôn. Đây là bản VNG đúng không các bạn? Nhưng nếu mà các bạn sử dụng bản quốc tế thì nó lại đơn giản hơn nhiều rồi. Bản VNG thì nó lại mắc cái vấn đề đó chính là cần phải cài file login nên là cũng có thể có một số bạn cài đặt lại không được, nên mình không hiểu hay là do các bạn cài đặt sai. Còn nếu mà các bạn cài đặt với bản quốc tế thì 100% các bạn cài đặt thành công, 100% các bạn sử dụng hay thành công luôn, quốc tế thì nó không bị lỗi. Ôi, farm hết cả quả luôn rồi, farm nhanh ấy. À, có nhận nhiệm vụ à? Tắt cái nhận nhiệm vụ đi. Cho nó đỡ vướng. Đỡ phải di chuyển đến NPC. Còn có 7 con thôi. Không hiểu sao ông nào ông farm được. Còn có năm mấy con mà ông này không không farm nữa. Chắc là một là bị văng game, hai là thoát ra xem video mới của Rồng Lốc. Update mới. Rồi. Giờ phi lên farm thử cho các bạn xem nha. Xem con né chiêu nè, bạn bảo mới update né chiêu, mình chưa biết là né chiêu của bạn ấy farm như thế nào thì mình test thử cho các bạn xem luôn. Con né chiêu thật này, nó bay lên né chiêu này. Đúng rồi, né chiêu thật ạ, ảo thật đấy. Nó bay lên trời này, né chiêu nha các bạn đấy, mỗi lúc bị am nó bay lên là né chiêu này. Rồi, sau khi mà nó không sử dụng chiêu nữa là lại phi xuống nó farm tiếp. Được phết nhờ. Đấy, nó đang đây là các bạn ông né chiêu này. Ok, farm rất là nhanh và mượt nha. Rồi, mình sẽ tạm dừng clip tại đây thôi nha các bạn. Đấy, các chiêu khác thì các bạn cũng vượt link về các bạn trải nghiệm nha, nói chung là ngon đấy. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn đừng quên đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để có thể là tiếp tục ủng hộ mình chia sẻ tiếp script và hack bóng phút lên trên kênh nữa nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha.